Xin chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay kênh Invest TV lại quay lại với cái kèo đào co các bạn nhé. Đây, cái kèo đào co. Thì thực ra bây giờ tại thời điểm này thì cái dự án đào co thì họ đã không cho khai thác nữa rồi, chốt lại rồi. Nhưng tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể tham gia vào co Satoshi với những cái airdrop khác. Ở đây thì là đang đang có ba cái airdrop là TCA, TCB và TCC. Thì bây giờ không đào được con nữa, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể cải thiện được cái tốc độ băm của cái tài khoản của các bạn trong cái app đào co để làm gì, để có thể sử dụng vào việc vào khai thác các cái dự án airdrop khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách liên kết thẻ băm. Vậy đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu thẻ băm nó là gì, băm nó là gì, khái niệm băm nó là gì. Thì các bạn có thể hình dung một cái nó đơn giản như này, mình so sánh với việc là các bạn đang đào vàng ở ngoài tự nhiên ấy, thì mỗi một cái nhát cuốc các bạn bổ xuống đất để ở một cái khu vực nào đấy để đi tìm vàng ấy, thì ở đây với những cái dự án đào coin này thì nó cũng tương tự như việc là các bạn lấy một cái cuốc các bạn bổ vào các khối blockchain để có thể moi ra từ trong đất những cái lượng coin nó ẩn khuất ở trong những cái khối blockchain đấy. Thì băm ở đây nó cũng giống như là một cái động tác các bạn bổ cuốc vào vào đất, bổ cuốc vào các khối blockchain. Thì tốc độ băm mà càng cao ấy thì giống như việc các bạn trong 1 phút các bạn bổ được 100 nhát cuốc vào đất thì các bạn mới ra được nhiều đất, và tỷ lệ các bạn tìm được coin được vàng ở trong cái số lượng đất cát, số lượng khối blockchain này nó sẽ được nhiều hơn. Và cái câu hỏi là làm sao các bạn có thể tăng được cái tốc độ băm này, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách liên kết thẻ băm. Thực ra cái này thì mình cũng rất là ngại làm trong cái thời gian đầu, nhưng tuy nhiên thì sau khi tìm hiểu lại thì mình thấy nó cũng khá là đơn giản. Thì cái thẻ băm này là gì? Nó giống như kiểu là các bạn mời khoảng 5 ông cũng có một cái mong muốn đi đào vàng, đào coin giống như mình, tập trung vào một cái khu vực để đào quanh cái khu vực đấy. Thì các bạn hình dung là một người đào thì nó sẽ chậm hơn là 5 người đào đấy. Thì cái thẻ băm này giống như việc là các bạn chia sẻ một cái vị trí với 5 cái ông khác, bảo à tôi đang đào coin, đào vàng ở cái vị trí này, các ông vào đây tham gia chung với tôi đấy. Thì nó sẽ có 5 cái loại thẻ băm, à không, thực ra đây nó sẽ nhiều hơn 5 loại thẻ băm, bởi vì là mình đã thực hiện liên kết với lại 3 cái rồi nên là ở đây chỉ còn 4 cái thôi. Nó sẽ có mấy cái loại thẻ như là Beetle card, là An card, là Spider card, là ở đây lại quay lại về cái Beetle card. Thì cái thẻ này nó sẽ có tạo ra theo cái chu kỳ hàng theo một cái chu kỳ thời gian nhất định đây này. Bạn có thể tạo tối đa 5 thẻ băm cùng lúc. 32 thẻ đầu tiên sẽ được tạo, sẽ tạo được một thẻ trong một ngày, 16 thẻ tiếp theo đã được tạo một thẻ trong 2 ngày. Đó, thì ở đây có bao nhiêu cái thì các bạn cứ tham gia hết. Ở đây nó xuất hiện ở trên màn hình của các bạn, nghĩa là nó là bạn có thể tham gia được rồi. Thì ở đây các bạn xem là có những cái thẻ mà nó có cái tỷ lệ băm cao, ví dụ như là 3K này, 2K này, 1K này đấy. Thì sẽ có 2 cái cách thức để các bạn có thể tham gia liên kết các cái thẻ băm với những cái người khác, với những người mà có cái tài khoản đào co giống như các bạn ở đây. Thì đầu tiên cách thức nhất đây, mình lấy cái thẻ Spider card đi cho nó nhiều. Mình sẽ có 2 hình thức, một là bạn sẽ là tạo ra, bạn là người ví dụ như là leader của cái ôi đấy, ôi nhà quên đấy, từ 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 từ, từ để đợi anh một tẹo đấy, một tẹo. Anh nghỉ Tết chưa ấy? Anh chưa? Chưa. Em bảo là em có thằng bu em ở viện nó muốn mua cái bảo hiểm thân vỏ cho xe để nó làm thủ tục vay ngân hàng ấy. Anh Nó vay ngân hàng là kiểu gì ạ? em cũng không rõ, không nhớ được. Thế em cứ cho số nó anh xong là anh Cho anh xử lý số cho anh em. gọi nó trong. Vâng, ok, dạ. Ok.
Rồi với cái vai trò có sẽ có thể các bạn sẽ thể tham gia liên kết các cái thẻ băm này bằng hai hình thức. Đầu tiên thì có thể các bạn sẽ là người đề nghị, nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn là đề người là người đề xướng mời 5 ông khác vào đào cái lượng coin, cái lượng vàng ở trong một cái khu vực đấy cùng với bạn. Cách thứ hai là bạn không là người đề xướng thì bạn sẽ là người tham gia vào một cái nhóm của cái người khác họ làm chủ đấy, thì có hai hình thức. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái việc là tạo một cái lập ra một cái nhóm để có thể mời mọi người khác vào để tham gia đào cùng với mình, thì mình sẽ chọn nó 5 người, càng nhiều người thì tốc độ đào nó sẽ càng cao các bạn nhé. Đây đó, sau đó mình ấn đề nghị đấy. Bây giờ bạn sẽ quay lại và đóng này đi, bạn sẽ quay lại đây đó các bạn xem. Ở đây mình sẽ đề nghị cái thẻ sử dụng cái thẻ là Spider Card và mình là người khởi xướng, thì nếu mà mọi người tham gia thì mình sẽ nhận được là 3,15k, nó sẽ cao hơn so với cái mức đề xuất lúc đấy. Thì sẽ phải mời mọi người vào cái nhóm này của bạn như thế nào, thì đây là chính là cái mã hoán đổi này, là cái mã mời này, thì bạn sẽ ấn vào sao chép. Đấy, rồi ok, bạn đã sao chép rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải đi chia sẻ cái mã này đối với để mời mọi người nhập cái mã này vào cái app đào của họ để sẽ đủ 5 người để mình sẽ tham gia cái nhóm đào này của mình với cái thẻ là Spider Card. Thì tham gia ở đâu? Thì mình sẽ vào cái kênh Telegram này, vào những cái hội nhóm đào co như thế này này. Đây, các bạn đợi mình một tí nhá. Cái nhóm này sẽ có 48.939 thành viên và đang có 623 người online. Đấy, thì đây rất nhiều anh em đang muốn chia sẻ những cái thẻ cạc. Đấy, đây là có bà này cũng Spider cạc này, mình cũng sẽ chia sẻ cái Spider cạc này của mình. Để mọi người nhập cái mã này vào thì mình mới có đủ người tham gia cái nhóm đào đấy. Các bạn đợi một chút. Nó bị lỗi cái phần đây rồi. Spider Card, các bạn đánh vào đây. Đấy. Đánh nó dài dài ra một tí. Rồi các bạn chia sẻ nó đi. Copy lại đoạn này. Copy lại, sau đó vào tiếp các cái hội nhóm này nó sẽ nhiều hơn này, 2.700 người đang tham gia này. Đấy. Đây các bạn cứ dán cái của mình vào. Đó. Đi cái mục đích của cái việc làm này là gì? Để đi tìm những người mà đang muốn liên kết với cái thẻ Spider Card này của mình, nhập cái mã này vào cái app đào của họ để tìm hiểu đủ cái số người tham gia cái nhóm đào của mình. Đó. Các bạn cứ phải chia sẻ liên tục. Có một số nhóm thì họ sẽ cho phải giới hạn cái thời gian để các bạn đăng lên cái nhóm ấy nhá. Không thể spam liên tục được. Đấy. Các bạn bởi vì thấy cái tin này nó sẽ trôi liên tục nên là nhiều khi các bạn phải để ý để cập nhật cái thẻ của mình vào cho người khác tìm thấy. Đây cái này nó sẽ giới hạn các bạn là mất 14 phút nữa thì các bạn mới thể đăng lại được cái nhóm này, nên mình sẽ đi tìm cái nhóm khác. Đấy, tìm cái nhóm nào mà họ đang hoạt động sôi nổi ấy. Đấy thì sẽ đây, sau đó các bạn sẽ vào đây. Hiện tại thì chưa thấy ai tham gia cái nhóm đảo của mình, thế là các bạn phải chờ. Thực ra thì có một cách làm nhanh hơn là các bạn sẽ vào cái phần tham gia ở đây này. Đấy thì bạn sẽ sau khi bạn ấn tham gia thì bạn sẽ vào các cái hội nhóm này, các bạn đi tìm cái Bitto Card. À đây đấy, các bạn đi tìm một ai đó, đây Bitto Card của ông này này,
Mình copy luôn thử xem cho các bạn xem nhé. Copy này. Đấy. BitoCat. Xác nhận. Đó, không. Đây. À đây. BitoCard thì đang thiếu một slot, thế nhưng mà còn thẻ SpiderCard mình vừa chia sẻ đã lập tức có 5 người nhảy vào nhóm. Được rồi, đã đủ người thì mình sẽ ấn thực hiện hoán đổi, ấn xác nhận. Đó, để các bạn xem. Thì đây các bạn xem, nó đã được cộng vào cái mục tốc độ băm của mình ở phía trên rồi đấy. Đấy. Rồi đây còn cái BitoCard này thì cái người mà đang làm chủ của cái nhóm đào đấy thì họ lại chưa thực hiện cái bước là thực hiện hoán đổi, cho nên là vẫn chưa cập nhật được vào. Các bạn xem, nếu mà tất cả các mọi người đều tham gia với cái nhóm của cái thẻ BitoCard thì mọi người đều được cộng thêm đấy, nó giống như kiểu cộng hưởng đấy. Bạn có thể tham gia với cái thẻ khác ấy, nhưng mà khi mà nhập cái thẻ khác, khác loại của cái thẻ mà mình trong cái nhóm này thì cái tốc độ của nó sẽ lệch nhau. Đó. Đấy các bạn xem cái BitoCard này nó khá là hay. Để mình đi tìm tiếp một cái BitoCard nữa các bạn nhé. Đây là 555 này. Đấy, 555, tốc độ băm của mình đang 555 này. Mình sẽ tham gia một cái BitoCard khác. Mình vào đây mình tìm BitoCard này. Đó. BitoCard. Cái ông Lương Quang này vừa mới có Bitto đây. Rất nhiều thẻ Bitto này kia chừng có vẻ là thông dụng rồi các bạn này. Đấy, các bạn nhập Bitto vào đây. BitoCard. Nó đang bị treo một chút đây. Bạn không nhanh thì người khác sẽ lấy mất cái slot đấy của bạn. Cái này nó hơi bị lỗi rồi các bạn. Mình sẽ thao tác lại bằng cách là dán nó vào một cái ghi chú. Đâu ghi chú máy mình đâu. Lúc đầu thì mình cũng rất là lười làm cái thẻ băm này, nhưng mà sau khi mà thấy làm nó khá là hay thì tự nhiên thấy tiếc khi mà không làm sớm. Đây, BitoCard sao chép. Đây các bạn dán lại BitoCard này. Xác nhận. Đấy các bạn xem đấy, nếu mà bạn vào muộn thì là cái thẻ này đã có người tham gia đủ rồi. Bạn lại phải đi tìm một cái nhóm khác, BitoCard khác. Thì lại vào. Đây. BitoCard vừa mới nhìn thấy đấy. Bạn thấy không? Nhanh lắm. Đây. Ông 12 giờ 16 vừa mới xong thôi. Hy vọng là sẽ đủ. Nếu mà đủ nhanh. Thực ra thì nó sẽ rất là nhiều, các bạn yên tâm. À, cái này thì vừa lại có rồi, đủ rồi, ông lại đi cho thêm vào. Mình sẽ đi tìm một nhóm khác đi. BitoCard. Đấy các bạn xem này. Các cái mã này được chia sẻ rất nhiều nhóm, các bạn làm những 3-4 quay đi quẩn lại vẫn là thấy những cái lượt chia sẻ này. Bitto đây. Bạn này đi, bạn này mới. Phải nhanh chứ không là người khác cũng lấy mất slot. Sao chép. Những cái thẻ băm thông dụng này thì nó sẽ nhanh hơn những cái thẻ ví dụ như Satoshi cả thì nó sẽ khá là tốc độ nó cao. Đó. Vừa mới ấy đã khó. Thế thì nếu mà mình là người đề nghị đi cho nó nhanh cho các ông đấy, bởi vì đi cái kia nó sẽ rất là bị động. Đây mình lại làm thẻ BitoCard. Đây là mã của mình. Các bạn làm hết cái số thẻ này đi, đảm bảo với các bạn là nó cái tốc độ đào của bạn, cái tỷ lệ tăm băm của các bạn nó sẽ cải thiện rất là đáng kể. Đấy, sao chép, bây giờ lại đi tìm ở trong các cái hội nhóm. Mình thấy cái thẻ này có vẻ khá là được nhiều người
khá là nhiều người sử dụng thẻ này xong rồi. À nhưng mà 8 phút các bạn thấy không, chưa hết 8 phút mà đã có người sử dụng cái thẻ của mình rồi. Sẽ phải làm một nhóm khác. Tổ cạc. Nhiều khi mình tham gia một cái nhóm của người khác thì mình có thể copy luôn cái mã đấy của người đấy vào để chia sẻ giúp họ cho nó đủ slot sớm. Nhóm này rồi. Nhóm này có rồi. Mình nghĩ những cái thẻ như thế này sẽ nhiều người người ta làm, thế nên là chờ thôi. Tổ chưa thấy đâu. À rồi, à chưa, thẻ đây, cái bạn này còn lúc nãy còn mình thấy đợi mãi mà chưa thấy bạn ấy ấn. Có thể ông này ông ấy không để ý lắm. Đây các bạn xem này, biết tổ cạc lại có người nhảy vào rồi đấy. Chờ một chút nữa có thể sẽ đủ. Tích cực chia sẻ thôi. Tổ cả đợi tiếp tục đi kêu gọi các anh em vào cái nhóm này. Đây như bạn này này, bạn ấy ra một lúc bạn ấy chia sẻ đến mấy mã luôn này. Một lúc bạn có thể chia sẻ được nhiều mã luôn nhé. Mình cứ làm xong từng cái một để cho nó có tuần tự. Các bạn thấy hội nhóm đào cò khá là ác liệt đấy, các bạn thấy không? Ngoài Pi ra mà các bạn không tham gia dự án đào cò này thì thực sự là cũng rất là tiếc. Đấy, cứ phải đi, Pito cả là rất nhiều người chia sẻ Pito cả các bạn nhé. Chưa thêm được ai nữa rồi. Đấy, thì về cái cách thức để tham gia cũng như là đề nghị một cái việc hoán đổi thẻ băng ấy thì là nó đơn giản như thế này. Thì sau khi mà các bạn hoán đổi được cái thẻ băng thì cái tốc độ băng của các bạn nó sẽ được cải thiện đáng kể lên như thế này. Và các bạn phải hình dung là cái tốc độ băng nó quyết định cái việc mà bạn khai thác được nhiều coin hay không trong tương lai nhé. Hiện tại thì đồng co đã không còn được khai thác nữa rồi, nhưng mà tuy nhiên thì bạn vẫn có thể tham gia vào các cái dự án khác đấy, ví dụ như là test coin A, test coin B, test coin C này thì không biết đâu được. Bạn đã mình thấy với cái đào kèo đào co này thì nó cung cấp khá nhiều các cái kiến thức, nó giống như là cái việc đào Bitcoin cho bản thân mình. Tuy nhiên thì việc đào này thì lại không phải tốn tiền để đầu tư trang thiết bị như là đào Bitcoin mà chúng ta sử dụng chính cái điện thoại. Nhưng mà về nguyên lý thì các bạn có thể hình dung được mang máng cái việc đào Bitcoin nó như thế nào qua cái việc đào core này. Thì ở đây thì chúng ta không phải mất công phải tìm hiểu am hiểu quá sâu vào cái công nghệ đào cũng như là các cái thuật toán đào. Như thế thì nó sẽ rất tiện hơn rất nhiều, mình thấy khá là hay. Đấy thì xin được chia sẻ với quý vị các bạn như vậy, thì các bạn thử xem thì cái link hướng dẫn đào tham gia vào dự án app đào co này thì mình để phía dưới. Còn bây giờ thì các bạn tham gia vào, các bạn sẽ thực hiện những cái thực hiện lấy những cái airdrop này các bạn nhé. Ok, clip này xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo của kênh InvestTV chúng mình.